Sáng nay ngày 21 tháng 9, các trường mầm non, tiểu học trên địa bàn thành phố đón học sinh trở lại trường sau thời gian nghỉ học để phòng chống COVID-19. Thưa quý vị, như vậy là đến hôm nay, học sinh tất cả các bậc học của thành phố Đà Nẵng đã đến trường sau khi mà thành phố kiểm soát tốt dịch bệnh. Và trong ngày đầu tiên đi học của bậc học mầm non và tiểu học trong năm học 2020-2021 thì các trường vẫn siết chặt công tác phòng dịch để đảm bảo an toàn cho học sinh. Theo chỉ đạo từ Sở Giáo dục và Đào tạo Đà Nẵng, các trường không tổ chức chào cờ tập trung. Để tạo khí thế đầu năm học mới cho học sinh lớp 1 và các em bớt bỡ ngỡ trong ngày đầu tiên ở cấp học mới, các trường tiểu học đã cử giáo viên, học sinh lớp lớn đứng đón các em ngay tại cổng trường, đồng thời đảm bảo các quy định về phòng chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Sở Giáo dục và Đào tạo. Trong cái buổi sáng hôm nay thì tất cả các thầy cô giáo cũng như các em học sinh đều rất là háo hức để chào đón các em đến trường bắt đầu cho cái năm học mới. Năm nay thì trường tiểu học Phù Đổng đón 404 học sinh lớp 1, mỗi lớp là các cô giáo là cũng đã chuẩn bị một cái ký hiệu riêng của lớp mình để cô và trò có thể là dễ dàng nhận biết nhau trong một cái không gian, trong một cái môi trường mà cô cũng đeo khẩu trang, trò cũng đeo khẩu trang. Nhiều trường học chia các khu vực khác nhau để đón học sinh, đảm bảo giãn cách trong quá trình đi học. Đề nghị phụ huynh không vào khu vực sân trường, trở lại trường học sau khoảng thời gian dài nghỉ học, nhiều học sinh phấn khởi khi gặp lại thầy cô bạn bè. Hôm qua con đã chuẩn bị sách vở, đồ dùng học tập của con, chuẩn bị tinh thần để ngày hôm nay đón các học sinh được gặp lại bạn bè và thầy cô. Con cảm thấy rất vui và hạnh phúc được đón các học sinh lớp 1. Con cảm giác như mình đã quay trở lại từ thời thơ ấu, cũng được các anh chị rước đón, được dẫn dắt từ vòng tay yêu thương của cô. Ở bậc học mầm non, từ sáng sớm các giáo viên đã đứng trước cổng trường, sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trong tâm trạng háo hức hân hoan. Từ hôm nay, các trường mầm non trên địa bàn thành phố đều tổ chức học bán trú cho trẻ. Để đảm bảo an toàn cho trẻ, các cơ sở giáo dục mầm non đã khử khuẩn toàn bộ bếp ăn bán trú, đảm bảo quá trình chế biến thức ăn được thực hiện theo các bước của Bộ Y tế. Thực hiện nghiêm túc cái việc đeo khẩu trang cho trẻ từ nhà đến trường. Còn vào lớp học thì cái việc giãn cách của trẻ ở trong lớp học mầm non tuy là khó khăn nhưng nhà trường cũng cố gắng thực hiện. Trong lớp thì bố trí các cái bàn ăn cũng giống như ghế ngồi của trẻ, thực hiện đúng cái giãn cách theo quy định. Nhà trường là có thuận lợi là có cái phòng ngủ riêng và phòng học riêng. Vì vậy là cái việc giãn cách trong quá trình ngủ của trẻ cũng được giãn cách một cách đúng theo quy định. Các trường học cũng trang bị đầy đủ nước sát khuẩn, xà phòng rửa tay ở mỗi lớp. Tiết học đầu tiên, các trường tập trung hướng dẫn học sinh cách đeo khẩu trang, rửa tay đúng cách và một số biện pháp phòng chống dịch bệnh.